Khi cái phần này xong ấy, giờ mình sẽ tiếp tục. Rồi mình đi tiếp lớp thứ tư, mình cũng đi cái nhỏ hơn nhá. Lớp thứ tư này sẽ thấp hơn tiếp cái lớp cánh thứ ba này. Đó. Nhớ là xúc này, đừng xuống sâu quá nhá, vừa thôi. Đấy, vẫn cho cánh nó mỏng một chút, đều nhau vào. Đấy. Các bạn thấy không? Đều nhau vào nhá. Nó càng đều bao nhiêu thì cánh hoa của mình nó đẹp bấy nhiêu. Rồi, rồi xong phần đây. Rồi mình sẽ cắt thấp cái này đi một chút nhá cho dễ nhìn này. Đó. Rồi xong cái này giờ mình cũng bo lại. Bo lại như này. Chú ý mũi dao. Chú ý mũi dao. Đó, rồi lấy cái này ra các bạn thấy không? Đó. Rồi, sau khi cái lớp cánh thứ tư rồi xong mình tiếp tục làm tiếp vào lớp cánh thứ năm. Mình sẽ nhỏ dần vào như vậy. Các chỉ cần xúc đều tay và khi mình cắt hạ bằng dao tỉa cũng cắt đều tay để sẽ đồng đều cho các bạn nhé. Đó các bạn cua này, lấy ra này, các bạn thấy không? Đó. Rồi xong rồi lớp tiếp theo mình cũng sẽ làm tương tự như vậy, nó thấp xuống. Nhớ là cái phần sụp cuối này thì các bạn nghiêng dao này, các bạn thấy nghiêng dao không? Đấy, nghiêng dao để cho nó thấp cái nhị xuống, thấy không? Cái nhị đang cao nghiêng phát nó sẽ thấp xuống như này để ra được cái phần bông như này. Đó. Các bạn nhớ cắt cho đều tay nhá, được chưa nào? Rồi xong phần này ấy. Giờ mình chỉ cần xúc nhẹ bốn cái vào chính giữa. Rồi xong mình cắt thấp cái nhụy này xuống. Đó các bạn thấy không? Cho mình ra được cái phần bông hoa rất là đều nhá. Đó các bạn thấy không? Đó. Rồi là đây mình sẽ thầy sẽ lắp lại cho các bạn quan sát này. Thấy không? Một lớp này. Đó, các bạn nhớ chú ý nha, một lớp này. Hai lớp này. Các bạn thấy không? Ba lớp này. Đó. Bốn lớp này. Cái này dư đúng không? Này cái này nó dư nằm ở bên trong này này. Bốn lớp này. Rồi năm lớp này. Đấy, sáu lớp này. Đấy, nó chỉ có sáu lớp này thôi. Thì các bạn cố gắng chú ý và đi nó đều tay vào là được. Được chưa nào? Đó. Đây 6 lớp này, xong mình lấy một lớp này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, thấy không? Và mình ra được cái bông rất là đều nhá. Đấy, các bạn cố gắng luyện tập nhá và trả bài sớm với thầy nhá. Đấy, phần nào sai thì các bạn cứ mạnh dạn, không phải ngại đâu nhá. Đấy, chúc các bạn thành công nhá.